trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang trở thành một trong những xu thế chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện đại. Việc nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Cùng với những hành trang về tri thức được học tập và rèn luyện trên ghế nhà trường, ngôn ngữ tiếng Anh chính là cầu nối giúp cho thanh niên Việt Nam, đặc biệt là cán bộ trẻ, phát triển về trình độ, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng để hội nhập quốc tế trong thời đại mới. Triển khai đề án nâng cao năng lực tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ đã được tổ chức thường niên từ năm 2019 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ đoàn, thanh niên khối, đối tượng là công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Qua 4 lần tổ chức, cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ đã thu hút gần 230.000 thí sinh tham gia với 2,6 triệu lượt dự thi, với số lượng tăng mạnh qua từng năm. Tiếp nối thành công đó, năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 5 năm 2023. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai một chương trình mới do Trung ương Đoàn đề xuất vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1477 ngày 25 tháng 11 năm 2022 là chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hy vọng tiếp tục khẳng định cuộc thi là sân chơi uy tín, bổ ích dành cho cán bộ trẻ toàn quốc. Một trong những nội dung quan trọng của đề án giai đoạn cũ cũng như chương trình của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn mới đó chính là cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc. Tính đến nay, cuộc thi đã được tổ chức 4 lần vào năm 2023. Cuộc thi lần thứ 5 sẽ được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức mới mẻ, giúp cho đội ngũ cán bộ trẻ có thể nâng cao năng lực tiếng Anh của mình, đóng góp cho thành công chung của chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Là một thí sinh tham gia và đạt giải nhất chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 4 năm 2022, tôi thật sự ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và chu đáo trong công tác tổ chức của ban tổ chức cuộc thi. Tôi đã có cơ hội được tiếp thu rất nhiều kiến thức bổ ích về chính trị, xã hội, ngoại giao và được rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình trên nhiều phương diện. Đồng thời, tôi đã được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi với các anh chị và các bạn cán bộ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết trên mọi miền tổ quốc. Cuộc thi về ngoại ngữ được mong chờ nhất trong năm dành cho đoàn viên thanh niên là cán bộ trẻ sắp được khởi động. Chúc các bạn thí sinh năm nay bước vào cuộc thi với tâm thế thật tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng bứt phá, chinh phục. Chúc cho cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 5 năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp. Là một thí sinh may mắn được tham gia và đạt giải nhì chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 4 năm 2022, tôi nhận thấy cuộc thi là một sân chơi bổ ích, là môi trường thuận lợi cho các cán bộ trẻ toàn quốc chủ động rèn luyện khả năng sử dụng ngoại ngữ. Mỗi cán bộ trẻ hãy tham gia cuộc thi và lan tỏa niềm đam mê ngoại ngữ đến tất cả mọi người. Chúc các thí sinh của cuộc thi năm nay tự tin thể hiện mình và cùng nhau tỏa sáng. Take this chance and shine your light. Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 5 năm 2023 mong muốn tiếp tục khẳng định được vai trò tạo sân chơi hấp dẫn và bổ ích cho hàng triệu cán bộ trẻ trên khắp cả nước, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các cấp bộ đoàn, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ đoàn, thanh niên khối, đối tượng là công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Cuộc thi được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đối tượng dự thi: cán bộ đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang, độ tuổi từ 18 đến 35. Cụ thể, bảng 1, bảng cán bộ đoàn là cán bộ đoàn trên toàn quốc. Trong đó, yêu cầu 100% cán bộ đoàn chuyên trách các cấp từ cấp đoàn cơ sở trở lên tham gia. Bảng 2, bảng thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp là thanh niên thuộc khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Bảng 3, bảng thanh niên lực lượng vũ trang là thanh niên thuộc khối công an, quân đội. Về thể lệ cuộc thi và cơ cấu giải thưởng: vòng 1, thi kiến thức trực tuyến. Thí sinh tham gia vòng 1 sẽ trải qua 2 nội dung thi kiến thức trực tuyến, cụ thể như sau. Thi trắc nghiệm trực tuyến, thời gian 4 tuần từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023. Cách dự thi: thí sinh đăng ký tài khoản tại website của cuộc thi và dự thi tại một trong 3 nền tảng của cuộc thi, bao gồm website olympicenglish.vn/cán bộ trẻ, fanpage Olympic Cán bộ trẻ hoặc ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thí sinh lựa chọn đúng bảng thi của mình để tham dự thi vòng 1 cuộc thi dưới dạng thi trắc nghiệm. Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút, trả lời đúng được 10 điểm mỗi câu hỏi, trả lời sai không có điểm.
thí sinh phải tham gia thi đầy đủ cả 4 tuần thi để được tính điểm vào vòng thi tiếp theo. Thí sinh không tham gia đủ 4 tuần, không đủ điều kiện để được tính điểm vào vòng trong, nhưng vẫn đủ điều kiện tham gia giành giải phụ theo tuần. Thí sinh được thi tối đa 5 lần một tuần thi. Giải thưởng tuần. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng nhất bảng cho 3 thí sinh ở cả 3 bảng thi có kết quả thi tốt nhất với thời gian thi ngắn nhất. Mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Đây là giải phụ và không được tính vào kết quả cho vòng trong. Kết thúc 4 tuần thi trắc nghiệm, ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 thí sinh mỗi bảng, tổng 90 thí sinh có tổng trung bình điểm của 4 tuần thi xuất sắc nhất. Mỗi tuần lấy một lần có kết quả xuất sắc nhất để bước vào nội dung thi tăng tốc trực tuyến của vòng 1. Kết quả xuất sắc nhất được hiểu là lần thi có điểm cao nhất với thời gian ngắn nhất. Thi tăng tốc trực tuyến. Thời gian: tuần đầu tháng 7 năm 2023. Cách thức dự thi. 90 thí sinh lọt vào phần thi tăng tốc trực tuyến sẽ được chia đều vào 3 phòng thi khác nhau tương ứng với 3 bảng đối tượng. Sau đó làm bài thi trực tuyến gồm 10 câu lựa chọn đáp án đúng, mỗi câu có tối đa 30 giây để trả lời. Cách thức tính điểm. Với mỗi câu hỏi, thí sinh trả lời đúng trong 10 giây đầu tiên được 10 điểm, trong 10 giây tiếp theo được 7 điểm, còn lại được 5 điểm. Kết thúc phần thi tăng tốc trực tuyến, ban tổ chức sẽ tiếp tục lựa chọn ra 30 thí sinh, 10 thí sinh mỗi bảng có tổng số điểm cao nhất để bước tiếp vào vòng 2 cuộc thi. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 10 thí sinh mỗi bảng có kết quả thi tốt nhất vào vòng 2 của cuộc thi. Tổng cộng 3 bảng sẽ có 30 thí sinh vào vòng 2. Vòng 2 thi thuyết trình qua video clip. Thời gian: vòng 2 sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2023. Cách thức dự thi. 30 thí sinh được lựa chọn vào vòng 2 sẽ chuẩn bị một video clip thuyết trình không quá 5 phút gửi về ban tổ chức cuộc thi theo các chủ đề do ban tổ chức đưa ra. Ban tổ chức sẽ đăng tải toàn bộ clip dự thi của 30 thí sinh lên website, fanpage của cuộc thi. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 5 thí sinh mỗi bảng, tổng cộng 15 thí sinh vào vòng chung kết. Giải thưởng. 30 thí sinh vòng 2 được nhận các gói học bổng trực tuyến nâng cao khả năng tiếng Anh. 3 thí sinh có video clip được yêu thích nhất trên mạng xã hội nhận phần thưởng 1 triệu đồng mỗi thí sinh. Đây là giải thưởng phụ và không tính vào kết quả vòng chung kết. Vòng 3, vòng chung kết toàn quốc. Thời gian: tháng 8 năm 2023. Cách dự thi: 15 thí sinh sẽ trải qua các phần thi trả lời câu hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh và tranh biện, hùng biện. Ban tổ chức sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Cơ cấu giải thưởng vòng chung kết toàn quốc. Một giải nhất: 10 triệu đồng, quà tặng bằng khen của Trung ương đoàn, suất học bổng tiếng Anh và một chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương đoàn trong năm 2023-2024. Hai giải nhì: 5 triệu đồng, quà tặng bằng khen của Trung ương đoàn, suất học bổng tiếng Anh và một chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương đoàn trong năm 2023-2024. Hai giải ba: 3 triệu đồng, quà tặng bằng khen của Trung ương đoàn, suất học bổng tiếng Anh và xem xét lựa chọn tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương đoàn trong năm 2023-2024. 10 giải khuyến khích: 1 triệu đồng, quà tặng bằng khen của Trung ương đoàn và các suất học bổng tiếng Anh. Mọi chi tiết về cuộc thi xin vui lòng liên hệ Ban Quốc tế Trung ương đoàn. Mọi thông báo sẽ được cập nhật trên fanpage của Ban Quốc tế Trung ương đoàn hoặc tải và truy cập app Thanh niên Việt Nam trên Google Play hoặc App Store. Chúc cho các cán bộ trẻ trên toàn quốc sẽ có phần dự thi thành công tốt đẹp.